Thưa quý vị, với chức năng đào tạo bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ công chức viên chức ở địa phương về lý luận chính trị, hành chính, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thời gian qua, Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng luôn nỗ lực nâng cao chất lượng công tác giảng dạy, gắn lý luận với thực tiễn. Qua đó, tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án 689 của Thành ủy về xây dựng Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng chuẩn đáp ứng yêu cầu phát triển đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, khi chỉ ra nguyên nhân của tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị của một bộ phận cán bộ đảng viên, Đảng ta đã thẳng thắn đề cập đến những hạn chế bất cập trong công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị. Điều đó đặt ra yêu cầu đối với các trường chính trị là cần phải đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, trong đó có đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị, gắn lý luận với thực tiễn là yêu cầu bắt buộc. Việc gắn lý luận với thực tiễn không chỉ là điều bắt buộc, mà đó là một trong những cái nội dung quan trọng nhất để góp phần là đảm bảo, coi đó như một cái thước đo về chất lượng giảng dạy lý luận chính trị. Thì đối với Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng cũng như một số các cái trường chính trị khác, thì cái hoạt động mà tăng cường cái tính thực tiễn trong mỗi bài giảng của các thầy cô giáo trong các chương trình là một cái yêu cầu bắt buộc. Một trong những cái nội dung quan trọng nhất của chúng tôi triển khai là đưa giảng viên đi nghiên cứu thực tế. Thời gian qua, cùng với các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học ngày càng hiệu quả, Trường Chính trị thành phố cũng đã tổ chức nhiều hội thảo về đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, gắn lý luận với thực tiễn trong giảng dạy lý luận chính trị, nhằm tìm ra các giải pháp tối ưu, nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị. Theo tôi mà để thực hiện tốt hơn nữa cái việc mà gắn lý luận với thực tiễn thì chính bản thân cái người giảng viên là phải là đóng vai trò quyết định, phải nghiên cứu thực tiễn nhiều hơn, tổng kết thực tiễn nhiều hơn, phải nắm vững lý luận, phải thường xuyên nghiên cứu đi sâu vào cái đời sống xã hội, tham gia nghiên cứu thực tế ở các cấp, các ngành, các lĩnh vực để từ đó đúc kết được những bài học thực tiễn để truyền đạt lại cho học viên. Bây giờ là khi chúng ta nói là gắn lý luận và thực tiễn, nhưng mà thực tiễn đó từ đâu ra? Thì thực tiễn đây thì không phải là nhiều lúc là bản thân giảng viên người ta muốn là được. Người ta có thể là đào sâu nghiên cứu, người ta có thể là nghiên cứu trên các kênh thông tin, trên chương trình thời sự, vân vân và vân vân. Nhưng mà ở đây là nhiều lúc là cần phải có cái sự quan tâm cũng như là sự vào cuộc quyết liệt của những chủ thể khác. Trong đó là lãnh đạo địa phương cũng sẽ đóng góp một phần rất là quan trọng, hay là lãnh đạo nhà trường. Thực tiễn luôn vận động và biến đổi không ngừng. Vì vậy, muốn gắn lý luận với thực tiễn, giảng viên phải thường xuyên quan tâm đến việc nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, cập nhật tình hình thế giới, trong nước và địa phương. Bên cạnh đó, nhà trường cần kết hợp các phương pháp giảng dạy truyền thống với các phương pháp giảng dạy tiên tiến để tăng tính trực quan cho các bài giảng, cũng như đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu thực tế để chính học viên có cơ hội được kiểm chứng, vận dụng những kiến thức lý luận và thực tiễn ở cơ sở.